quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Con trai vượt 13.224 km về Việt Nam chỉ để làm điều này, Hoài Linh phản ứng ra sao? Hình ảnh bố con danh hài nổi tiếng khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa xúc động. Là người kín tiếng và không muốn dư luận quan tâm đến chuyện đời tư, danh hài Hoài Linh không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến con trai ruột sau hàng năm hoạt động nghệ thuật. Chỉ trong những năm gần đây, nam danh hài mới thoải mái hơn khi nói về con trai. Lần đầu tiên cộng đồng mạng thấy sự xuất hiện của võ Lê Thành Vinh trên trang cá nhân của Hoài Linh là dịp một năm trước khi anh tốt nghiệp đại học. Hiện tại hai cha con đã chia sẻ hình ảnh nhiều hơn, đặc biệt trong lần về tham dự lễ giỗ ông bà cố thuộc võ tộc. Hoài Linh và con trai gây chú ý với loạt ảnh cận mặt. Nhân dịp sinh nhật Hoài Linh chiều tối ngày 18 tháng 12 vừa qua, con trai Thành Vinh từ Mỹ về Sài Gòn cùng Dương Triệu Vũ và người thân tổ chức bữa tiệc bất ngờ dành tặng danh hài. Hoài Linh xuất hiện trong trang phục, áo bà ba giản dị cùng nụ cười tươi tắn. Bước sang tuổi 50, gương mặt của Hoài Linh đã thêm nhiều nếp nhăn, nhưng nhan sắc hồng hào hạnh phúc khi được con trai về thăm và chúc mừng sinh nhật. Dù công việc kỹ sư tại hãng hàng không Mỹ American Airlines và công việc điều hành studio ảnh cưới ba em khá bận rộn, nhưng Thành Vinh vẫn luôn sắp xếp thời gian để về thăm bố trong những ngày đặc biệt. Anh tranh thủ làm việc online ngay trong thời gian di chuyển và về đến Sài Gòn cũng tiếp tục tham gia các cuộc họp bên Mỹ thông qua mạng Internet. Cũng giống như ba, Thành Vinh sở hữu khuôn mặt sáng cùng nụ cười hiền hậu, phong cách thân thiện. Anh chia sẻ, sinh nhật năm nay của bố lại như năm ngoái, ấm cúng và sum vầy. Điều lớn nhất của con có thể chúc bố là sức khỏe, vì không có gì có thể thay thế được sức khỏe. Món quà ý nghĩa mà năm ngoái con tặng bố là tấm bằng đại học chuyên ngành kỹ sư. Năm nay con nghĩ món quà mà con có thể nghĩ đến là sống tốt với mọi người, sống có ý nghĩa, vì con nhớ năm ngoái bố dặn là tấm bằng mới chỉ là bước đầu. Ngoài lời chúc ý nghĩa này, Thành Vinh mua tặng ba một chiếc máy iPad để phục vụ liên lạc cho giữa hai cha con, đồng thời để xem clip giải trí những lúc rảnh rỗi. Con trai Hoài Linh tâm sự, bố tôi là người thường không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, mình chỉ làm trong tâm là bố cảm nhận được. Hiện tại Thành Vinh sắp bước sang tuổi 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. Khi được hỏi về dự định về Việt Nam đoàn tụ gia đình hoặc đón bố sang Mỹ định cư, chàng kỹ sư trẻ cho hay, tương lai thì không nói trước được, nhưng nếu duyên số chỉ dẫn đường mình đi đâu thì mình đi đó. Tuy nhiên chắc chắn một điều rằng Vinh sẽ không bao giờ từ bỏ ngành hàng không và lĩnh vực ảnh cưới. Thành đạt ở Mỹ nhưng Thành Vinh hoàn toàn độc lập trong sự nghiệp, không dựa dẫm ba về kinh tế. Khi được hỏi có chịu ảnh hưởng phong cách sống hay có ý định nói tiếp các hoạt động từ thiện như Hoài Linh hay không, Thành Vinh thẳng thắn. Thường thì làm từ thiện người ta không nói ra, hơn nữa tôi nghĩ mình làm gì mình cảm thấy có ích, giúp ích cho xã hội, cho mọi người là được.